báo thời tiết một số tỉnh, thành phố ngày 17 tháng 12. Thủ đô Hà Nội có mưa, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ. Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có mưa, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Thành phố New York, Mỹ có mưa và tuyết, nhiệt độ từ âm 6 đến 1 độ. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản ít mây, nhiệt độ từ 3 đến 8 độ. Thủ đô Paris, Pháp mưa nhỏ, nhiệt độ từ 8 đến 11 độ.